Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Hello, Quốc Huy xin quay trở lại cùng với lại tất cả mọi người trong ngày hôm nay, trong buổi trò chuyện của Huy cùng với lại học giả Đỗ Thông Minh. Nhân cái chuyến Mỹ du của ông từ Nhật Bản đi qua bên Mỹ. Và trong cái chủ đề này thì Quốc Huy cùng với học giả Đỗ Thông Minh, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chiến lược bành trướng của Trung Cộng và đặc biệt liên quan đến Việt Nam qua cái đặc khu Vân Đồn. Nó ảnh hưởng như thế nào? Thì xin chào học giả Đỗ Thông Minh. Dạ vâng, xin chào anh Trương Quốc Huy và xin kính chào quý khán thính giả. Dạ, thưa ông thì chúng ta cũng biết là trong suốt mấy tháng vừa qua thì ở Việt Nam chúng ta thì nghe đến cái chuyện gọi là đặc khu. Và đặc biệt ở trong đó thì cái vấn đề an ninh và đặc biệt là cái tỉnh Quảng Ninh. Tức là có đặc khu Vân Đồn nằm sát nách với lại biên giới của Trung Quốc. Thì thưa ông thì ông có nói rằng nó nằm ở trong cái chủ trương bành trướng của nhà cầm quyền Trung Cộng. Thì ông có thể chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chiến lược bành trướng của Trung Cộng đối với quốc tế rồi bắt đầu nó ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào thưa ông? Dạ vâng, thưa với anh Trương Quốc Huy và quý khán thính giả, đây là cái phần 2 chúng ta bắt đầu xoáy sâu vào cái vấn đề cụ thể Việt Nam chúng ta. Thì chúng tôi cũng xin thưa rằng là để chúng ta nghe người Trung Quốc nói về cái vấn đề con đường tơ lụa và bây giờ con đường tơ lụa mới thì họ gọi là nhất đới hay là nhất đái nhất lộ, thì xin cho cái thì thưa quý vị nhìn kỹ cái bản đồ của cái hình này thì quý vị sẽ thấy cái phần trên ấy thì nó là màu nâu đậm thì đó là nhất đới, và cái phần mà nâu nhạt thì nó là cái đường cũ á. Còn cái đậm đó là đường mới. Còn cái phần phía nam á, là đường biển á, thì cũng vậy. Cái đường nhạt là đường cũ và đường xanh đậm, đó, xanh đen á, thì là cái đường mới. Thì hai con đường này đều xuất phát từ phương Đông, nhá, từ Trung Quốc đi về phương Tây. Và nó gặp nhau ở tại Rotterdam, tức là cái thành phố cảng nằm ở phía nam của cái nước. Của ngày xưa mình gọi là Hòa Lan và bây giờ thì hay gọi là Hà Lan. Đó thì đó là vấn đề là như vậy. Thế thì nhân đây chúng tôi cũng xin nói lại một chút xíu về cái con đường tơ lụa. Thì con người ta thì bắt đầu làm ăn có của có cải và bắt đầu biết tích trữ và bắt đầu biết buôn bán. Cho nên cái con đường tơ lụa là cái con đường buôn bán giữa Đông và Tây. Nó đã có từ thời trước công nguyên luôn. Tuy nhiên ngày xưa thì lác đác thôi. Và tại sao lại gọi là tơ lụa thì đương nhiên là chắc là nó buôn bán tơ lụa rồi. Thế thì ngày nay thì chúng ta bán những cái đồ high-tech, đồ điện tử là chính, nhưng mà ngày xưa là tơ lụa. Thế thì thưa quý vị là người Trung Quốc đã phát kiến là cái việc nuôi tằm, trồng dâu, nuôi tằm, kéo sợi và cái lụa như chúng ta biết so với lại bông vải, so với những cái thứ đay sợi dệt khác thì cái tơ lụa nó quá chắc, quá đẹp, quá mịn, nhuộm nó cũng đẹp, mặt nó cũng mát, thành ra cái món hàng trị giá nhất thời bây giờ là như vậy. Thế thì cho tới cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14 thì có một cái nhà thương gia và cũng là một nhà thám hiểm nổi tiếng người Ý là Marco Polo. Dạ, ông Marco Polo. Ông đi từ bên Âu Châu, ông đi qua và ông lại ở một thời gian lâu dài để ông nghiên cứu. Thế nên khi ông viết về cái nước Tàu thì Tây Phương, lúc đó ngày xưa tức là chỉ có những người lo làm ăn, kiếm ăn thì mới đi buôn thôi. Chứ còn những người bình thường không ai đi cả. Bởi con đường quá dài, quá vất vả, đi bằng đường bộ, đường lạc đà, rồi bằng ngựa vân vân. Thành ra đến bây giờ đó, thì khi ông viết về Đông Phương, có một cái quốc gia cũng lớn lắm, và coi như là cái nôi văn hóa của Đông Phương, thì bắt đầu Tây Phương mới để ý tới. Và ban đầu á, là phương tiện của người ta đi bằng những cái phương tiện thô sơ, cho nên đường bộ là tiện nhất. Nhưng sau đó tới cái giai đoạn nó phát triển vào khoảng thế kỷ thứ 17 thì bắt đầu nó có cái con đường tơ lụa trên biển. Và đặc biệt nhất là cái phố Hiến và sau này nó là Hội An của Việt Nam. Như mọi người biết đã có những cái dấu tích của người Nhật đến Hội An. Thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là như vậy, thời đó nó chỉ có thuyền chứ không có tàu. Chúng ta phải biết là tàu á, chúng tôi hỏi rất là nhiều người tàu nó chạy ở đâu. Thì đại đa số người nói là chạy ở dưới nước. Thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là như thế này. Phải định nghĩa tàu nó là cái gì mới được. Tàu nó là một phương tiện chuyên chở có máy móc thì gọi là tàu. Còn nếu nó không có máy móc thì nó là thuyền. Đó, ở dưới nước là vậy. Cho nên tàu á, chạy ngầm trong nước thì là tàu ngầm.
chạy ở mặt nước là tàu thủy, chạy trên bộ là tàu hỏa, và chạy trên không là tàu bay, và chạy ở ngoài không gian là tàu vũ trụ. Chỗ nào cũng có thể là tàu hết, chứ không phải là tàu là phải dính với nước. Thành ra tàu là một phương tiện chuyên chở mà có máy móc thì gọi là tàu. Thì ở đây chúng tôi cũng để chia sẻ với quý vị một cái từ mà rất là nhiều người không biết, tức là ba tàu nó nghĩa là cái gì. Thì mình giải thích nôm na cái kiểu biểu kiến, ô là cái nhà, những người Minh Hương qua Việt Nam thời Trung Nguyễn, họ đến Việt Nam mình bằng ba cái tàu, cho nên mình gọi là ba tàu. Nghe thì có vẻ hợp lý, mà thực ra suy nghĩ kỹ nó kỳ cục lắm. Thưa quý vị, tổng số người đến người ta ước lượng là 3.000 người, mà đi có 3 cái tàu, là mỗi cái tàu chở 1.000 người. Ngày xưa làm gì có cái tàu bự vậy? Cái đợt vượt biên Book People mình có cái tàu nào 1.000 người không? Thì về trong khi đó là từ cái thế kỷ thứ 17 làm sao mà có được. Thứ nữa là tàu như chúng tôi trình bày là một phương tiện chuyên chở, phải có máy móc thì mới gọi là tàu. Thời đó chỉ có thuyền thì là thuyền buồm, chứ không thể là tàu được. Thành ra thưa quý vị, thực ra cái chữ đó là nó nguyên thủy, nó là như này. Khi mình nói tới Hán hay Đại Hán là mình chỉ nước tàu. Ngày xưa, thưa quý vị, cho tới khoảng thế kỷ thứ 5 chưa có một các quốc gia đó không có gọi đặt tên nước. Mà chúng ta thấy Hán Sở tranh hùng, Tam Quốc Chí Ngụy Kim, nước này nước kia đánh nhau, tức là lấy cái triều đại làm tên của cái nước nước đó luôn, chứ không phải là họ lấy cái nước. Triều đại cái tên của vua đó, cái triều đại vua để họ đặt cho cái tên nước. Hạ Thương Chu mà. Dạ. Tất cả là theo thời đại hết. Cho nên cái chữ Chu thời bây giờ đó là cái tiếng Miến Điện, họ đọc là Tào. Cho nên là không hiểu tại sao cái tiếng đó nó tự nhiên nó thành phổ thông, nó lọt qua Việt Nam mình đọc là tàu. Mà tàu đây là tàu viết hoa, chứ không phải là tàu là cái tàu. Viết hoa bởi tên của nước mà. Dạ. Thành ra khi nói tới nước nhà Chu, tức là nói tới nước tàu, giống như nước ta nói Hán hay Đại Hán là chúng ta nói nước tàu. Thành ra cái chữ đó. Thế thì trong tiếng Việt chúng ta rất là đặc biệt, thưa quý vị. Các con số trên nguyên tắc là nó rất là bình đẳng với nhau, nó vô tư lắm. Thế nhưng mà đối với người Việt Nam chúng ta, thì chúng ta có con số 3 nó rất là đặc biệt. Nó cũng bình thường như những con số khác, nhưng cũng trong một số trường hợp chúng ta dùng nó với một cái nghĩa rất là lạ. Thí dụ như một cái thằng cà chớn thì chúng ta không nói là cái thằng một chớn, thằng mười chớn. Mà nó là ba trợn. Thằng ba trợn, thằng ba xạo, thằng ba đĩa. Con số 3 tự nhiên nó đi với những cái đó. Thành ra chứ không nói ai thằng một đĩa, thằng mười đĩa. Thành ra cái khi chúng ta nói tới chữ ba tàu là ít nhiều nó mang cái nghĩa khinh miệt. Còn bình thường hai quốc gia lân cận nhau thì thế nào cũng có lúc thích lúc ghét. Còn bình thường chúng ta là khách chú hay người Hoa hay Hoa Kiều đó thì nó là như vậy thôi. Thành ra chữ ba tàu, thưa quý vị, nó là cái chữ như vậy. Chúng ta ăn cơm tàu, hoặc là có khi chúng ta lấy vợ tàu, lấy chồng tàu, nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cái chữ ba tàu nó cũng giống như cái chữ tàu khựa bây giờ đó, nó hơi mang cái ý nghĩa khi miệt chút xíu. Đó là khi ghét thì nói vậy, còn khi thích thì cứ gọi là anh ba, khách chú hay là người Hoa sao hết. Được. Thế thì thưa quý vị là như thế này. Vào khoảng thế kỷ thứ 17, lúc đó nước mình mới có một nửa nước à. Đúng mới rồi. Dưới Quảng Nam chút xíu thôi. Nam chút. Thế thì thành ra đi buôn ngày xưa là thuyền buồm. Và phải đợi gió chứ. Buồm mà không có gió thì sao? Mà ngược gió sao mà đi thuyền buồm được. Cho nên là người Hoa cũng buôn bán chứ. Nhưng mà đặc biệt là người Nhật. Người ta đi xuống á, thì từ Kyushu, tức là phía nam nước Nhật là gần nhất. Thì muốn đi buôn bán như vậy đó, ngày xưa đó là các người thương nhân không được tự ý buôn bán với nước ngoài. Mà vì vấn đề sao? Đánh nhau. Mà địch nó biết cái tình hình một quốc gia thì nó rất dễ đánh, đúng không? Anh đánh thì anh phải biết quân bao nhiêu, trang bị như thế nào, tinh thần người ta như thế nào. Thành ra vì vậy cho nên người trong nước mà đi tiếp xúc với ngoại nhân có thể là cung cấp những cái thông tin như vậy thì rất là nguy hiểm. Cho nên là những người đi buôn bán như vậy đó, thứ nhất hoặc là bị cấm, hoặc là muốn được đi thì phải có giấy phép đặc biệt, nếu không là bị tội rất nặng, tội thông đồng với nước ngoài. Đó là cái tội rất là nặng. Cho nên ở Kyushu này có những người được phép của sứ quân. Đó, tức là tương đương với lại chú Nguyễn của mình. Tức là có vua Lê mà có chú Nguyễn thì bên kia có thiên hoàng mà có sứ quân mới là thực sự nắm quyền, mới cho phép. Thành ra trên cái giấy phép đó, nó đơn giản lắm, bằng một tờ giấy đóng cái dấu và viết cái chữ. Tức là tự Nhật Bản chí Đông Kinh. Tự tức là đi từ, từ Nhật Bản chí là đến, đến Đông Kinh. Vì sao? Ngày xưa đó, Hà Nội mình có một thời gian ngắn có tên là Đông Kinh. Cho nên mình mới có cái vịnh Tông Kinh. Đó, mà lại Tông Kinh, Tông Kinh đó. Cho nên là viết là cho phép đóng dấu đỏ. Thì cái dấu là gì? Chu ấn thuyền, những con thuyền được đóng chu là màu đỏ, màu chu sa, ấn đóng cái dấu đỏ thì mới được phép đi buôn. Chứ còn không có giấy phép đó mà đi buôn là tội nặng lắm. Thế thì bây giờ làm sao đi từ Nhật Bản xuống được? Thành ra họ phải đợi là gió bắc, tức là gió bắc thổi xuống thì họ mới đi xuống. Đi xuống như vậy đó, có khi không đi thẳng là Hội An đâu, mà có thể họ ghé Hồng Kông đó, hay Macau, sau đó họ vô Việt Nam. Thế thì vô Việt Nam rồi
nó vẫn là gió Bắc làm sao đi lên được. Dạ, đúng thành rồi, ra, thành ra họ phải chờ có khi vài tháng, thấy không? 2-3 tháng. Cho nên họ mới mua nhà hoặc là thuê nhà. Thành ra nó mới có cái phố Nhật ở tại Hội An. Nó mới có Hội An đó. Đó, dạ. Chứ nếu, tức là phố Nhật tại Hội An. Chứ nếu không mình đi buôn như bây giờ, đi máy bay tới, thấy không? Ở 1 ngày, 2 ngày xong bay về thì làm gì có phố ở đó. Dạ. Nhưng mà ngày xưa phải chờ gió. Thành ra khi họ chờ gió nồm từ phương Nam thổi lên, thì mới bắt đầu họ lại khăn gói. Chứ gió Bắc là phương Bắc trở xuống là thì làm sao mà ngược một thuyền mà đi nổi. Đúng rồi. Đấy, dạ. Thì, nhưng mà người Nhật đó, thì ở có khoảng 15 năm thôi. Tổng cộng trước sau số người đến và đi đó, độ 700 người rồi sau đó giờ không còn ai hết. Chỉ còn cái gọi là Lai Viễn Kiều, cái cầu chùa cầu mà họ cất, hoặc là một vài cái di tích họ còn sót lại thôi. Còn người Hoa thì bây giờ nó còn 2 cái bang hội. Thế như chúng tôi thấy, người Hoa là đến đâu là gần như họ muốn ở luôn đó. Cấm cầu. Nhật hay Pháp hay Mỹ hay cái gì thì rồi, Nga rồi cũng đi hết. Đó thì chúng tôi xin nói sơ chút xíu về thành ra cái Hội An mình là cái điểm nằm trên con đường tơ lụa trên biển. Đó, yeah. Hàng hóa của Trung Quốc và Nhật Bản đem xuống đó bán, và hàng của Âu Châu và Trung Đông đem đó. Thì thưa quý vị này, tại sao nó lại có cái Hội An? Là hồi đó, đó chúa Trịnh với chúa Nguyễn đánh nhau. Yeah. Thì nhà Trịnh diệt nhà Nguyễn. Đó, lúc đó mới có nửa nước thôi. Thì cái vùng mà Quảng Nam, Hội An lúc xưa nó là khỉ ho cò gáy. Đó, không có sống nổi. Cho nên là khi mà chúa Nguyễn mà bị ức hiếp như vậy đó, thì thôi, mới thôi tôi cho tôi ra bên này tôi sống, thì tôi không có tranh chấp gì quyền hành với quyền lợi ở thủ đô với nhà Trịnh cả. Cho nên nhà Trịnh thấy thôi, thằng này nó ra bên này thì cũng khỏe cho mình, hay cho ra. Thì thay vì cái chính sách là bế môn tòa cảng, thì mình đã nghèo, mình có bế môn tòa cảng, mình sống với ai? Chúa Nguyễn Hoàng mới mở cửa. Chúa Nguyễn Hoàng chủ trương ngược lại. Yeah. Giống như cái hãng cái cà phê Starbucks vậy. Người ta cứ sợ vô có ly cà phê nó ngồi nó uống ngoài. Hãng Starbucks nó làm ghế bành cho mình ngồi luôn đó. Mày đem computer cho mày ngồi suốt một ngày. Một ngày mày làm cho tao 3 ly thì cũng đỡ còn hơn đó. Thì đôi khi cái cách suy nghĩ ngược lại, nhưng mà đôi khi nó lại ăn. Tôi không nói là luôn luôn cứ không giống ai mà ăn. Nhưng mà đó, thì chú Nguyễn là đang cái thế cô. Cho nên ông mở cảng. Mở cảng là gì? Thứ nhất là tiếp xúc với người Tây Phương, thấy không? Là cho vào thâu được thuế, rồi đó mua vũ khí của họ và tiếp xúc được với người Nhật và nhờ người Nhật giúp đỡ. Thành ra ông Araki ông đi cái chuyện đó, rồi cuối cùng ông xin thần phục chúa Nguyễn, và chúa Nguyễn gả công chúa Ngọc Hoa cho luôn. Đúng rồi, ông đó, Araki đó. Araki đó, đó. Và ngày xưa đó, thưa quý vị, súng ống thì chưa có gì mấy, nhưng mà Nhật đó là nổi nhất, nổi tiếng nhất là kiếm Nhật rất là sắc. Thành ra là luyện kim đó. Là Việt Nam mình ngày xưa là mê kiếm Nhật lắm. Đó, và chúng ta thấy là cuối cùng là chúa Nguyễn đã gây dựng được cơ đồ, đánh thắng nhà Trịnh. Đương nhiên cái yếu tố là yếu tố một phần thôi, một phần là nhà Trịnh kêu binh người bị yếu đi, với một phần là coi như là ức hiếp cái vị trí của vua Lê, cho nên người dân không thích. Đó thì quý vị thấy cuối cùng thì chúa Nguyễn đã thành công. Thì đó là cái chuyện của cái thế kỷ thứ 17. Và hồi đó thì ông Araki đã được gả công chúa Ngọc Hoa đưa về bên Nhật sống. Dạ, bây giờ bên Nhật còn cái mộ của công chúa Ngọc Hoa. Đúng rồi, hai vợ chồng đó. Ừ. Nhưng mà cái độc đáo là như thế này thưa quý vị, ở Kyushu đó cứ 7 năm họ tổ chức cái lễ hội chu ấn thuyền một lần. Chu ấn thuyền tức là họ để họ nhớ lại cái thời xưa, nước Nhật dòng buồm đi ra nước ngoài. Thế thì họ làm xe hoa rước ở trên đường phố, xe hoa này là hình cái thuyền. Đấy, mà trên mũi thuyền đó, họ để 2 em bé đứng, một nam một nữ, một tượng trưng cho ông Araki và một tượng trưng cho công chúa Ngọc Hoa. Yeah. Quý vị thấy có độc đáo không? Một người Việt Nam bây giờ trở thành nhân vật trong cái lễ hội cứ 7 năm tổ chức một lần. Khoa xin dừng cái câu chuyện đây chút xíu, Huy xin giới thiệu chút xíu về quý vị chỉ biết học giả Đỗ Thông Minh. Qua những sách báo, những cái công trình nghiên cứu của ông. Nhưng mà học giả Đỗ Thông Minh hiện tại bây giờ cũng là gọi là một người hướng dẫn du lịch ở tại bên Nhật Bản. Ai mà từng có những cái tour đi Tokyo hay là đi qua tới bên Nhật đó, nếu mà được đi với lại học giả Đỗ Thông Minh đó, thì chắc chắn một điều rằng quý vị sẽ am hiểu được rất là nhiều về lịch sử nước Nhật, giống như là những cái có liên quan đến Việt Nam, giống như câu chuyện vừa rồi ông có nói đó. Thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện thôi. Vâng. Thưa quý vị là vừa rồi đó thì chúng tôi đã trình bày trên cái bản đồ, quý vị thấy nhất đới nhất lộ nó là như vậy. Thế thì cái ý tưởng này đó đã được coi như là nước Tàu, đặc biệt là Tập Cận Bình đề cao, và Tập Cận Bình đã có một cái buổi họp thượng đỉnh. Mời khoảng hơn 60 quốc gia, tất cả cái này đó, thưa quý vị là nó đi qua 50 quốc gia,
nó đi qua 50 quốc gia, 60 quốc gia thì đã mời các quốc gia đại diện tới, và trong đó có tới 29 là lãnh đạo tới đó, để mà họp và coi như là trình bày về cái nhất đới nhất lộ này và kêu gọi ủng hộ, thì hầu hết các quốc gia là tham gia. Tuy nhiên cũng có một vài quốc gia chẳng hạn như là Pháp, rồi Anh, vân vân, thì đôi khi họ cũng còn dè dặt, họ chưa ký vào. Đặc biệt là Nhật Bản ban đầu thì cũng lưỡng lự nhưng mà cuối cùng thì cũng tham gia. Ấn Độ thì vì vấn đề tranh chấp biên giới không lý thì mình lại đi giúp tàu, cho nên Ấn Độ thì vẫn lưỡng lự. Còn nước Mỹ thì ở quá xa, cho nên là nước Mỹ thì trên nguyên tắc là không có dính tới chuyện này. Nhưng mà cái đầu tư sơ khởi nước tàu đưa ra đó đã là 124 tỷ và có thể tương lai nó lên 300 tỷ, 500 tỷ. Thưa quý vị, vậy thì đầu tư cái gì? Cái con đường ngày xưa nó chỉ là con đường mòn thôi, rồi những bến cảng là cũng thô sơ thôi. Bây giờ đó, trong tương lai nó sẽ làm những đường cao tốc về xe hơi và cao tốc về xe điện. Và không phải một con đường đó không, mà nó có thể có nhiều cái phân nhánh. Và như chúng ta thấy là nó đi tới Moscow này, và nó đi tới là coi như là Rotterdam, tức Rotterdam là Hà Lan, tức là hai con đường nó gặp nhau ở đó. Thế thì đó là cái phía Tây quý vị thấy, còn phía Đông khi xuất phát như vậy đó thì như anh Huy và quý vị thấy cái vạch đỏ hình kép mà chúng tôi vẽ thêm Thái Lan, Malaysia, đó, cái phần đỏ mà chúng tôi vẽ thêm Jakarta. thưa cái đó nó gọi là một trục. Một trục mà hai cánh. Trục đó là cái trục mà đi từ Côn Minh xuống tới lại Singapore, nó gọi là cái trục. Cái trục nó hơi gãy một chút đó. Và hai bên đó, nó là hai cái cánh. Thì cái trục này là mục đích là gì? Để nối cái con đường nhất đới trên bộ và với lại con đường biển đó, đó nó là một cái đường nối. Vâng, thì lát nữa mà đi sâu vào thì chúng tôi sẽ trình bày cái vấn đề tại địa phương miền Bắc mình, Việt Nam mình nó như thế nào. Dạ thưa ông, bây giờ chúng ta quay trở lại với lại và đặc biệt là bây giờ mình quay trở lại với lại cái vấn đề đặc khu tại Việt Nam. Và chúng ta cũng thấy được rằng đây là cái chính sách mà Trung Quốc họ mở ra, và hầu như nó cũng đem lại một số cái lợi ích cho các quốc gia tham gia vào trong chính sách họ gọi là một vành đai một con đường. Và họ phát triển dựa trên cái con đường tơ lụa từ thời xa xưa, tức là thời bắt đầu từ thời thế kỷ 17 lận. Thì bây giờ nó nhiều cái quốc gia, một số quốc gia nó cũng tham gia. Thì bây giờ chúng ta đi vào trong cái chi tiết giữa cái điểm yếu chiến lược của Việt Nam mình, tức là cái đặc khu Vân Đồn. Nằm sát nách bên Trung Quốc thì có một cái vấn đề, đó là chúng ta thấy là cái vấn đề đặc khu á, nó đã được báo Trung Quốc họ nêu ra từ rất lâu rồi, và dân Việt Nam chúng ta gần đây thì mới biết. Thì bây giờ cái những cái nghiên cứu của học giả về cái sự liên quan của chính quyền Việt Nam với lại các vấn đề đặc khu của Trung Quốc ở tại Việt Nam ra sao, thưa đồng học giả? Thưa quý vị, là cái vấn đề đặc khu nó nổi bật lên trong cái kỳ hội quốc hội năm vừa rồi. Vào 23 tháng 5 và nó kéo qua tới tháng 6, như chúng ta thấy là ngày mùng 10 tháng 6 đã có cái cuộc tổng biểu tình ở trong nước. Thì thực ra thưa quý vị, vấn đề này đã được đưa ra trong kỳ hội 4, tức là cỡ 6 tháng trước rồi, đã được đưa ra. Và trong tháng 4 thì bà Kim Ngân đã nói rằng là Bộ Chính trị đã quyết rồi, thì bây giờ chúng ta hãy luật hóa nó đi. Thành ra quý vị thấy chứ không phải là tháng 6 này mới bắt đầu. Thế thì thưa quý vị rằng là đó là nói về trên mặt giấy tờ như vậy, nhưng mà thực ra thì ông Đinh Thế Huynh đó là thay mặt Bộ Chính trị ông đã ký cái văn bản liên quan tới vấn đề ba đặc khu. Mà xin nhớ một điểm quan trọng, đây không phải là đặc khu thuần kinh tế, mà nó gọi là coi như là đơn vị hành chánh kinh tế đặc biệt, thành ra nó có yếu tố hành chánh trong nó nữa. Cho tới nay tại Việt Nam mình đã có 18 đặc khu rồi, chứ không phải không có. Những khu chế xuất mình đã có rồi, nhưng cái khu chế xuất nó chỉ là một cái ốc đảo và nó vẫn nằm dưới cái sự kiểm soát quản lý của nhà nước mà không có cái yếu tố này hành chánh trong đó. Còn bây giờ đó lại thứ nhất là thay vì 50 năm theo luật định và đặc biệt lên 70 năm thì bây giờ cho tới 99 năm. Mà theo như nhà báo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông cho rằng trước đây là cái người chủ chốt trong đó là ông Phạm Minh Chính còn đề nghị tới 120 năm nữa. Mà có lẽ con số nó ghê quá cho nên cuối cùng họ rút xuống 99 năm. Đó, cái vấn đề ông Phạm Minh Chính là tức là đề nghị từ lúc nào thưa ông? Đề nghị vấn đề đặc khu là từ lúc nào? Đề nghị là trong cái lúc là soạn thảo dự luật. Đó là theo ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng là nhà báo tự do Việt Nam, ông cho biết như vậy. Thì bây giờ chúng tôi xin thưa với quý vị rằng là
Khi mà cái vấn đề đưa ra thì ai cũng lo ngại cái vai trò của Trung Quốc trong vấn đề này. Thì nhà cầm quyền giải thích là, ủa trong luật này chúng tôi khách quan vô tư, chúng tôi đâu có nói gì là Trung Quốc trong đây đâu. Nhưng mà lại giấu đầu lại lòi đuôi lại ra một cái khoản là cái nước láng giềng, đấy không? Mà có chung biên giới ở Quảng Ninh thì những người được qua lại như vậy gần như là không cần giấy tờ. Đó, mà tại sao lại vòng vòng như vậy, không nói thẳng là cái phần đất của Trung Quốc. Thế thì thưa quý vị, trước giờ đó tất cả các cái luật về đầu tư tại Việt Nam đương nhiên không ai đi để đối tượng là tôi làm luật để cho nước này, tôi làm luật cho nước kia. Thế nhưng mà trên thực tế thì như chúng tôi trình bày ở cái phần trước đó, nước Tàu chung cái văn hóa, rồi đôi khi một phần chủng tộc, lịch sử đã có cái quan hệ lâu đời, mà kể cả cái quan hệ mà luôn luôn lấn át Việt Nam, cho nên là cái việc mà họ chi phối Việt Nam là tương đối dễ dàng. Ngay ngày hôm nay cũng đã 80-85% những cái xây dựng hạ tầng là nó nằm trong tay người Hoa. Thế thì bây giờ chúng tôi xin thưa quý vị là như vậy, chúng tôi muốn nhắc nói tới cái một trong những cái nhân vật chủ chốt của cái vấn đề đặc khu, mà nhớ nó là đặc khu hành chính kinh tế, thì nó có ba đặc khu: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Nhưng mà chúng tôi nói hai cái đặc khu còn lại đó, nó cũng là một hình thức của Vân Đồn thôi. Nhưng mà Vân Đồn nó nằm ngay biên giới và nó rõ ràng, nó nằm trong cái mắt xích của cái đường tơ lụa trên biển, tức là cái chiến lược phát triển của nước Tàu. Tại sao chúng ta nói như vậy? Là bởi vì chính ông Phạm Minh Chính là ai? Ông Phạm Minh Chính là Trung tướng Công an và ông là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Cho nên ông là một trong những người chủ chốt trong cái việc biên soạn dự luật này. Và ông cũng cho biết là chúng tôi đã qua Trung Quốc học hỏi, và đặc biệt nhất là phía Trung Quốc cũng đã cử những cái phái đoàn qua. Tức là trước khi mà ra cái luật đặc khu là ông Phạm Minh Chính ổng đã đi qua bên Trung Quốc rồi. Đã đi qua Trung mà Quốc. Mà ổng hồi trước đây ổng là bên Bộ Trung Công tướng, an. Trung tướng Công an, nhưng mà là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ờ, sau này ổng về ổng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Và bây giờ ông là ai? Bây giờ ông là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Là cánh tay mặt. Và ông Trần Quốc Vượng là cánh tay trái của ông Nguyễn Phú Trọng. Bây tức là ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính bây giờ trưởng ban tổ chức Trung ương. Trưởng ban tổ chức Trung ương là trung tướng. Và trước đó ông ta đã đi qua bên Trung Quốc là học về, tức là khi mà ông là vai trò bí thư của Quảng Ninh. Trước đây ông là bí thư của Quảng Ninh. Là ông đã đi qua bên Trung Quốc. Ông đã đưa ra cái đề xuất. Và là phía Trung Quốc đó là như chúng tôi có trình bày, thâm quyến có nghĩa là cái lạch nước sâu chứ không phải là thầm quyến. Thế thì bên đó họ đã cử những cái phái đoàn qua cố vấn cho Việt Nam trong việc, chúng ta đã thấy chính Việt Nam trong dự thảo viết rõ là vấn đề này là mới và khó. Chúng ta chưa có kinh nghiệm cho nên vừa làm vừa sửa, mà thành ra chúng ta phải học hỏi, mà đây tức là Trung Quốc. Thành ra chính vì vậy cho nên thì tại sao Trung Quốc lại tích cực, cái chuyện thâm quyến nó có từ lâu đời rồi. Cái đặc khu thâm nó quyến nó từ cỡ 40 năm nay rồi, đúng không? Tại sao bây giờ mới đi học? Nó sách nách ai cũng biết, nổi tiếng cả thế giới, ai cũng biết. Tại sao bây giờ em? Tức là bây giờ nó có cái vấn đề một vành đai một con đường, cho nên nó mới có nhu cầu tạo nên những cái chuỗi, thấy không, nối nhau. Cho nên cái Vân Đồn là cái chuỗi, cái mắt nút đầu tiên của cái con đường tơ lụa trên biển từ phương Bắc đi xuống. Tức là quan trọng như vậy đó, đúng không? Trong tất cả những cái tài liệu viết đều nói rằng là đây là cái nơi, cái điểm giao kết, nối kết giữa Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc. Chính là cái Vân Đồn này. Chứ không phải đó là một cái vị trí gọi là vô tư, gọi là thuần vấn đề kinh tế, mà tức, nó nằm tức trong là cái chiến lược của Tàu. Khi mà cái Vân Đồn, cái Vân Đồn nó mới là cái điểm để nối kết tất cả cái vành đai đi qua các quốc gia khác. Không, tức là từ phương Bắc của Trung Quốc đi xuống sẽ đi qua Vân Đồn, rồi từ Vân Đồn mới bắt đầu đi tiếp tất cả những cái con đường còn lại của bởi vì cái vị trí đầu tiên ngoài Trung Quốc, cái vị trí mà ngay chỗ Vân Đồn là nó sẽ nối liền với lại cái con đường tơ lụa, con đường tơ trên lụa biển. Nó là mắt xích đầu tiên của cái con đường đó. Và bởi vì cái đó nó gần Việt Nam mà nó dễ nhất. Nó là mắt xích đầu tiên. Nó thành ra là cái vị trí đó là cái vị trí trọng yếu. Nên thành ra Trung Quốc chúng tôi muốn nói rằng là khi mà tại sao lại Vân Đồn, mà tại sao lại nâng 995, mà tại sao lại ông Phạm Minh Chính có lúc đề nghị 120 năm, nó nằm trong cái sách lược bành trướng và cái sách lược mà củng cố xây dựng cái con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc. Và bà Đào Nhất Đào, bà giáo sư tiến sĩ Đào Nhất Đào, bây giờ đương là một trong những kiến trúc sư của cái nhất đới nhất lộ này. Và bà đã là cầm đầu cái phái đoàn qua Việt Nam nói chuyện hợp tác để mà dự thảo cái luật. Thành ra cái vai trò, cái sự can dự của Trung Quốc từ ngay trong cái giai đoạn soạn thảo luật, chứ không phải là lợi luật ra rồi họ mới tham gia, không phải vậy, nó ngay từ đầu. Tức là họ tham gia từ rất lâu rồi. Dạ, vâng, đó thì họ vào họ cố vấn luôn cho cái việc đó. Đúng rồi. Đó.
thì Việt Nam nó nói mà mình học hỏi của Trung Quốc mà. À. Thì đó là học hỏi là qua những cái chuyện như vậy. Nhưng mà thực ra đối với Trung Quốc không phải chỉ truyền kinh nghiệm không thôi, mà các anh hãy làm theo cái chương trình kế hoạch của tôi. Dạ. Thấy không? Để góp phần trong cái việc mà củng cố cái con đường tơ lụa trên biển. Đó, nó là như vậy đó. Ừ. Tức là khi mà họ họ đạt được cái vân đồn á, vân đồn nó là một trong những mắt xích ngoài Trung Quốc để mà kết nối đầu với con tiên đường của con đường tơ lụa trên biển. Dạ vâng. Nó là như vậy. Đó. Và đương nhiên thì người Cộng sản cũng biết là dân mình không ưa cái chuyện đó, cho nên trong cả cái bản ban dự luật thì không có cái chỗ nào nói tới chữ Trung Quốc cả. Nhưng mà trên thực tế thì cái vai trò Trung Quốc rất là lớn trong đó. Đó. Cộng thêm với lại cái chuyện là trong cái bản dự thảo luật đó, tôi thấy nó rất là kỳ cục ở cái chỗ là nói đây là vấn đề mới, vấn đề khó, cho nên chúng ta vừa làm vừa sửa. Có bao giờ luật mà lại dùng cái câu chúng ta vừa làm vừa sửa hoàn toàn là mất tự tin như vậy không? Đúng không? Đó thì anh hãy nghiên cứu cho kỹ đi và anh chắc ăn một chút xíu chứ gì, cái gì mà luật này, vừa làm vừa sửa, tức là cái điều anh viết ở đây có thể anh thay đổi bất cứ lúc nào. Đấy không? Kể cả những cái điểm cơ bản đó, thì đó là cái yếu kiện. Tức là đất nước chúng ta có một số những cái vị trí tạm gọi là vị trí vàng, nhưng mà nhà nước không biết tận dụng mà chỉ biết đem dâng cho nước ngoài để mà nước ngoài đầu tư, rồi từ đó mình rút ruột hoặc là được hối lộ một tiền. Thưa ông, mình có thể mình sử dụng cái hình này để chúng ta có thể thấy được không? Thưa à, cái vấn này thì nó liên quan tới cái vấn đề quân sự ở Biển Đông. Dạ. À, thành ra có lẽ là bây giờ cái đề tài kế tiếp, cái có lẽ là tôi để sau chút xíu, tôi okay. đi dạ. vào một số những cái vấn đề. Kế tiếp đó là vấn đề hai hành lang một vành đai. Hai hành lang một vành đai. Dạ. Yeah. Tức là nó cũng vẫn nằm ở trong cái chiến lược mà một vành đai một con đường của Trung Quốc. Nó là những cái nhánh phụ giúp cho cái việc đó. Dạ. Yeah. Nó là những cái nhánh phụ giúp cho cái việc đó. Thì thưa với quý vị là như thế này. Hai, tức là ông nói rằng nó có hai hành lang và một vành đai. Dạ vâng, anh cho cái hình này này. Dạ. Thưa quý vị rằng là đây là cái cấu tưởng của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Khải nói chuyện với lại phía Trung Quốc vào năm 2004, tức là cách đây là 14 năm rồi. Lang một vành đai. Thì hai hành lang một vành đai. Dạ, hai hành lang một vành đai. Thì cái hành lang thứ nhất đó, là nó từ Côn Minh, tức là từ phía Tây nó đi xuống, đi qua Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, đi tới Hà Nội, từ đó nó đi ra Hải Phòng. Đó là một cái hành lang. Một cái hành lang thứ hai nữa là từ Nam Ninh. Đó, Nam Ninh nó đi qua Sùng Tả, nó đi qua Lạng Sơn, cũng tới Hà Nội, rồi nó quay ra Hải Phòng. Wow. Đó là hai cái đường xanh mà dương đậm mà quý vị thấy đó, đó là hai cái hành lang. Còn cái vành đai đó là xuất phát từ Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng đi qua Huế, đi dọc theo vịnh Bắc Việt mình, đi qua tới đảo Hải Nam. Thì cái đấy đã là hai hành lang và một vành đai. Thì cũng nằm trong cái vấn đề phát triển, hoặc là tương lai nó sẽ có những cái khu đặc khu kinh tế chung giữa Cộng sản Việt Nam và Tàu. Tức là phía Tàu đề nghị là mỗi bên dành ra một số đất, và mình đây là cái vùng kinh tế chung, gần như là vùng kinh tế tự do đó. Giữa hai nước nó là còn có những cái vấn đề. Thế thì mà thưa quý vị như thế này, nếu mà chúng ta nói về những cái xa lộ, những cái con đường cao tốc, đường bộ, đường sắt hay là những đường thủy với những bến cảng tốt đẹp á, thì nó rất là thuận tiện cho vấn đề buôn bán. Tuy nhiên, vào thời chiến thì sao? Thấy không? Vào thời chiến, nó có thể đó là những con đường xâm lăng rất là tốt, rất là tiện. Thì thưa quý vị, chúng ta đã có một cái kinh nghiệm đau xót, đó là cái hình kế tiếp mà như quý vị thấy. Dạ. Thưa quý vị nhìn cái hình này đó, quý vị thấy cái con đường đen mà chúng tôi vẽ đó, nó từ Côn Minh, nó đi qua Lào Cai, Yên Bái tới Phú Thọ, nó là con đường gì? Vào thập niên 70, tức là trong cái lúc mà còn chiến tranh, đánh nhau với lại không quân Mỹ v.v. đó, thì lúc đó, đó nước Tàu đã viện trợ cho Việt Nam xây dựng cái con đường này. Nó dài cái con đường, bốn con đường này là bốn con đường sắt. Dạ, bốn con đường sắt. Thì bốn con đường sắt này, cái con đường quan trọng nhất là nó từ Côn Minh. Đó, nó từ Côn Minh của Vân Nam. Của Vân Nam, nó đi xuống tới tận Singapore, dài tới 3.900 cây số. Đó là con đường xương sống. Dạ, đó, nó đi từ Côn Minh đi xuống tới Singapore. Côn Minh, nó chạy qua Lào. Dạ, dạ, vâng. Nó Lào, qua Thái, xong rồi nó chạy tới qua Thái, qua Mã Lai, tới tận Singapore. Tới đó là con đường xương sống. Dạ. Thế thì người ta gọi đây là con đường tơ lụa sắt.
Thực ra ngày xưa không ai buôn bán tơ lụa ở đây cả, nhưng mà bây giờ người ta cũng mượn cái tên chung là đường tơ lụa, nhưng là đây là đường tơ lụa bằng sắt. Thì quý vị sẽ nhìn thấy cái từ phía Việt Nam, từ Hà Nội thì có đường đi lên Côn Minh. Dạ, từ Hà Nội thì đã có cái con đường đi lên Côn Minh đó, thấy không? Đó, anh cho cái hình nó dẹp lại, nó tỷ lệ nó đúng hơn. Thì đó là màu đen là con đường sẵn có, cũng như con đường Bắc Nam của mình là màu đen là sẵn có. Tuy nhiên cái phần vàng từ Hà Nội đi qua Viên Chăn, cũng như là từ coi như miền Trung đi qua Viên Chăn, cũng như là từ thành phố Sài Gòn, bây giờ nó gọi là Hồ Chí Minh đó, đi qua Phnom Penh, màu vàng đó là con đường đang lên kế hoạch xây dựng. Yeah. Tức là sẽ có bốn cái con đường sắt từ phía Việt Nam nối với lại bên Campuchia hoặc là bên Thái Lan. Yeah. Thì bây giờ xin thưa quý vị là trở lại cái vấn đề an ninh đất nước Việt Nam mà anh Huy hồi nãy có thắc mắc hỏi thăm á, thì xin thưa quý vị nhìn cái bản đồ này. Nhìn cái bản đồ này thì quý vị sẽ thấy rằng là chúng tôi sẽ trình bày thưa quý vị đi theo ngược chiều kim đồng hồ mà chúng tôi nghĩ rằng là cái diễn biến chiến tranh đó về theo cái chiều hướng đó, tức là cái vòng tròn trên quý vị thấy ở chỗ sao China Sea đó, trên trong cái chữ thập tức là tứ phương, thì cái vòng tròn trên tượng trưng cho Hoàng Sa và cái vòng tròn dưới là tượng trưng cho Trường Sa. Thì hai cái vùng này hầu hết là bây giờ có cái sự chiếm đóng của nước quân đội Tàu, cho nên uy hiếp cái bờ biển của Việt Nam. Mà nước Việt Nam thì nó rất là nhỏ hẹp, những nhà máy, những cơ quan quân sự về cả không quân cho tới bộ binh vân vân đều là hầu hết là nằm dọc theo bờ biển, cho nên cái sự tấn công từ phía biển vào đó thì nó rất là gần với các mục tiêu. Thì cái bề ngang của Việt Nam chúng ta mà cái phần xa nhất thì chỉ chừng 100-150 cây số thôi, còn những cái phần hẹp nhiều khi có chừng 40-50 cây số thôi. Thành ra những cái nhà máy của Việt Nam về sản xuất vũ khí hoặc là những cái nhà máy quan trọng hầu hết chúng ta cũng nằm biển, cho nên nó rất là nguy cơ nếu mà nước Tàu tấn công từ biển vào. Và bây giờ chúng tôi xin thưa là như vậy, về cơ bản thì chúng tôi nghĩ rằng là không nước nào muốn chiến tranh, bởi vì bây giờ đang kinh tế phát triển, nghèo thì có thể hơi liều mạng một chút, nhưng bây giờ thì không nước nào muốn. Nhưng mà do cái vấn đề tham vọng, do vấn đề tự ái, hoặc là do cái vấn đề không kiềm chế được, thì chúng ta cũng đã thấy trong cái thời hiện đại, Việt Nam với Trung Quốc đã xảy ra ít nhất là 4 lần đánh nhau, 2 lần trên biển và 2 lần trên bộ, tức là năm 1974, ở Hoàng Sa và 1988 ở Trường Sa. Còn trên bộ đó thì là năm 1979 dọc khắp biên giới, và đặc biệt nhất là cái mặt trận Vị Xuyên năm 1988. Năm 1970 không phải.84 là xảy ra cái trận ở Vị Xuyên. Thưa quý vị, cái trận Vị Xuyên là một trận đánh rất là lớn, bởi vì khi đó quân Tàu chiếm cái núi đất. Dạ, núi đất, đúng rồi. Mà Tàu nó gọi là Lão Sơn và Giả Âm Sơn, mình thì gọi là núi đất và núi bạc. Thì Tàu đã chiếm và phía Việt Nam cố gắng lấy lại. Và trong cái trận mà cao điểm đó là thay vì 17 tháng 2 năm 1919 đánh biên giới, thì bây giờ quý vị xin lỗi nhớ ngược lại, 12 tháng 7. Dạ, thay vì 17 tháng 2 năm 1984 thì là phía Việt Nam mở một cuộc tổng phản công với nhiều sư đoàn, đặc biệt nhất là với 3 trung đoàn pháo và 3 trung đoàn bộ binh, tính đánh biển người để lấy lại cái vùng Vị Xuyên này. Thì đây là một cái thất bại đau đớn cho Cộng sản Việt Nam. Và trong cái cuộc chiến này giấu hoàn toàn, chỉ có cuộc chiến biên giới 29 ngày thì la làng rồi tổng động viên đủ thứ hết, còn khi đánh ở đây thì giấu hoàn toàn. Chắc là mặt trận Vị Xuyên đó là giấu. Giấu. Thưa quý vị, trong vòng vài năm qua mà chúng tôi gặp nơi nói chuyện và chúng tôi nói với cả những người thông thạo tin tức và giới truyền thông, thì gần như 50% chưa bao giờ nghe tới cái gọi là mặt trận Vị Xuyên cả. Có người còn hỏi, ủa mặt trận Bình Xuyên à, ngày xưa đánh nhau Bình Xuyên là cầu chữ Y. Dạ không, cái này là phía Bắc là Vị Xuyên, cái huyện Vị Xuyên. Dạ. Chứ không, tức là năm 84. Dạ. Thì thưa quý vị rằng là khi mà Việt Nam đánh tới đánh lui rồi thì bây giờ mới tập trung một lực lượng lớn để mà tính đánh lấy lại, với cái sự chỉ đạo của Văn Tiến Dũng và cố vấn Nga, và tập trung 3 trung đoàn pháo nhé. Miền Nam mình ngày xưa chỉ có cấp đơn vị tiểu đoàn pháo thôi, quân Cộng sản nó có tới trung đoàn. Mà 3 trung đoàn thưa quý vị là như vậy là bao nhiêu, hơn 100 khẩu đại pháo trong một trận chiến, ghê gớm không? Thế thì đó là bí mật chuẩn bị, và tới giờ tập kết, sáng sớm tập kết, đưa vào địa điểm bắn như mưa,
vào phía bên kia, mà cái thế đất là phía tàu nó cao mình thấp, bắn như mưa tan nát hết trận địa, tan nát hết trận địa. Xong rồi bộ binh là tràn lên, bao giờ đánh như vậy ha, tiền tháo hậu sung mà. Khi quân tràn lên thì thưa quý vị, chuyện gì nó xảy ra? Tàu nó đóng ở trên đó, mình bắn tan nát, lên đến nơi không có thằng tàu nào hết. Dạ. Tức là cái tin đánh đã bị lộ, tàu nó rút hết rồi. Wow. Cả một cái trận đánh là chém gió, cái từ mà chúng ta nói chém gió là đúng nghĩa hoàn toàn. Tức là pháo vô... hơn 100 khẩu pháo, pháo mấy tiếng đồng hồ. Mà giờ chót không có để ý tin tức gì cả, không theo dõi tin tức. Nó đã biết Việt Nam mình sẽ mở một cái cuộc tấn công ghê gớm. Tức là lộ tin tình báo. Lộ tin tình báo nó rút hết. Thì khi quân Cộng sản Việt Nam tràn lên thì chiếm trận địa, trời ơi, trận địa trống trơn, không có thằng tàu nào hết. Mà tất cả các cộng sự là phá tháo tát nát hết. Bây giờ để lô của tàu nó từ xa, nó thấy quân Việt Nam tràn lên rồi, bắt đầu ra lệnh pháo, nó mới bắt đầu là pháo. Tức là mình cả vô, một cái trận địa mình chơ ra, không, tại vì anh lên một cái trận địa đầu trống đúng không? Mà những cái nơi nó hầm hố là anh bắn tan nát hết. Chơ ra làm sao mà chống được nữa. Bây giờ bắt đầu là anh đối đầu với pháo nó vô, mà anh trên cái đồi trống anh chống cách nào bây giờ? Địch thì nó ở xa, mình thì súng nhỏ, bộ binh lên mà. Thì đó, thì quý vị, trong một ngày như vậy, con số không chính xác, nhưng mà trước sau chết khoảng 3.000 người. Chưa bao giờ, kể cả B-52 dập, chưa bao giờ trong trận chiến An Lộc, Bình Long cho tới Quảng Trị, chưa bao giờ trong một ngày mà chết 3.000 người như vậy. Mà chết thảm luôn, tại vì cũng giống như là cái vụ bắn ở Trường Sa, ở Gạc Ma. Dạ, tức là toàn là phe ta chết cả rồi. Địch nó không có bao nhiêu hết á. Tại vì nó pháo ngon lành như vậy. Thưa quý vị, tới ngày hôm nay, trận mặt trận Vị Xuyên, kể cả trước đó và sau đó, thì tổng số người đó chết đó khoảng trên dưới 5-6.000 người. Wow. Mà cho tới ngày hôm nay vẫn còn 2-3.000 xác chưa lấy được. Tại vì sau đó quân tàu nó chiếm, mà không hiểu làm sao Việt Nam dở ngoại giao thế kia. Ngay cả xác, thưa quý vị, ngay ngày hôm nay vẫn còn khoảng 2.000 xác. Riêng cái nghĩa trang Vị Xuyên đó thì có khoảng chừng 1.700 cái xác. Và hầu hết là các trận mới, chứ không phải là cái xác thời xa xưa. Hầu hết chỉ có vài cái xác cũ trước đó được đưa vào thôi, là cỡ 1.700, cộng với lại khoảng 2.000 và nhiều cái mất tích khác. Thành ra cái đau xót lớn nhất là, tức là ông Trương Văn Quý, Trương có ông có dịp những vị cựu chiến binh của cái trận đó họ còn đó, sống đó là sư đoàn 356. Dạ. Thì ông này đã là nhạc sĩ của trong cái sư đoàn đó, ông đã làm cái bài hát, quý vị có thể đánh cái chữ là đồng đội ơi về đây, thì có thể nói rằng đây là cái điều cũng đáng buồn chung thôi, chứ không phải là mình mỉa mai gì hết, nhưng mà có thể nói chưa bao giờ quân đội Cộng sản Việt Nam mà khóc như mưa như vậy. Hát cái bài hát lên tất cả là khóc. Những cái gọi là phiên hiệu của sư đoàn này cũng như một vài sư đoàn khác, sau đó xóa sổ luôn, cả một sư đoàn thất bại như tức vậy, bỏ luôn. Họ bỏ luôn cái tên luôn, không bỏ ai luôn tôn hiệu sư đoàn luôn. Không được ai nói hết. Đó, rồi tới bây giờ chỉ còn là những cựu chiến binh liên lạc với nhau mà thôi, chứ còn phiên bản sư đoàn là bỏ luôn. Tại vì thất bại quá nặng nề, mà quý vị tưởng tượng còn hơn 2.000 xác vẫn chưa lấy được cho tới ngày hôm nay. Đó là cái vấn đề cái mặt trận Vị Xuyên là như tức vậy. Tức là trong cái mặt trận Vị Xuyên đó là chúng ta biết là do cái tin tình báo và khi mà họ tưởng đâu rằng bên phía quân Cộng sản Việt Nam họ tưởng họ pháo kích như vậy, tức là nguyên cả cái trung đoàn như vậy pháo kích vào trong đó. Đâu, thì đến ba trung đoàn đó, ba trung đoàn pháo vào trong đó như vậy, thì đến hồi mà quân tràn vào thì không thấy ông lính Trung Cộng nào hết, mà ngược lại khi mà bắt đầu tấn công lên rồi mấy ông Trung Cộng bắt đầu mấy ông phản mới pháo. Phản pháo ngược nó, lại chờ pháo đó, nó phản thì đó là dạ. Chết thôi. Thì thưa quý vị, đó là chúng tôi muốn trình bày về cái vấn đề phía biển thì nó như vậy, tức là cái đe dọa của mình. Thì cuộc chiến nó có thể là ban đầu là tàu ép nhau nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà tới cái vấn đề, tuy tôi nói giả thiết thôi, có cái lệnh là bắn trước bắn sau. Thế nhưng mà thí dụ thôi, bị ép nhau mà tàu lật thì sao? Đồng đội tôi chết hay tôi chết, không lẽ tôi làm yên. Nó thiệt giờ đó mà có lệnh trời thì lính tráng nó cũng nổ súng à, để nó tự vệ. Thí dụ vậy, thành ra từ những cái đụng độ nhỏ có thể coi như đặt trước chuyện đã rồi nó êm, nhưng mà có khi là hai bên mà làm găng thì nó lại bùng phát lên lớn nữa. Và nếu mà cái chiến trường ở Biển Đông mà nó mạnh á, thưa quý vị, nó sẽ hâm nóng cái chiến trường vùng biên giới. Thằng tàu sẽ áp lực ở biên giới, mà chắc đặc biệt ở biên giới là có những cái sắc dân thiểu số mà họ chạy theo tàu, lý do sao? Tàu nó có tiền, nó sẵn sàng nó trợ giúp. Mà bây giờ cái buôn cái bản đó, cái người sắc tộc đó mà theo tàu thì cái đất của họ là thành đất tàu. Thành ra vì vậy cho nên ít nhất họ có thể dùng những cái sắc dân đó để uy hiếp, đó, quấy
phá. Thưa quý vị, tại sao năm 1999 mà giờ chót nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải nhắm mắt ký mà mất đất ở vùng biên giới? Là bởi vì nếu không ký nhá, trong thời bình mà nếu không ký thì tàu nó quậy mãi ở vùng biên giới không bao giờ yên được. Thưa quý vị, đây là sự thật. Tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đổi lấy cái sự yên ổn biên giới bằng cách nhắm mắt để bán mất đất luôn. Giống là hình thức là bán. Yeah. Đó. Không, cho không chứ bán cho gì. Không à. Cho không chứ, đâu có giấy tờ, đâu tức có tiền bạc gì chiếm. Đâu. Nó chấp nhận để nó chiếm mà làm lơ đi. Đó, nếu không nó quậy biên giới ngoài. Vì sao? Tức là trước đó các lãnh đạo đó là cái việc biên giới luôn luôn nó là việc rắc rối. Chúng ta mà ở Việt Nam chúng ta biết nhà hai bên mà tranh nhau cái hàng rào là đất là muôn thở luôn. Thế thì huống chi là cả một cái đất nước như vậy. Nhưng mà hai bên lãnh đạo đã từng nói chuyện với nhau và hứa hẹn là để năm 1999 là dứt điểm. Cho nên là hai cái cuộc mà ký kết biên giới và vùng Bắc Bộ đều là những ngày cuối cùng của năm hết, là hết hạn rồi. Cho nên bây giờ nữa, không ký thì nó sẽ quậy phá biên giới mãi, cuối cùng Việt Nam ký nhưng mà giấu dần hết. Cho tới ngày hôm nay hứa hẹn là cung cấp cái bản đồ các cái mốc, cột mốc biên giới. Tới giờ cũng không ai biết hết. Mà dân ở vùng biên giới ai cũng biết. Trước đây chúng tôi đằng kia, ở kia, nhưng mà bây giờ thì đất nó ở đây. Chuyện đó ai cũng biết hết. Nên như là ví dụ như là thác Bản Dốc hay là bãi Thục Lãm, ai cũng biết chuyện đó hết. Mà nhà Cộng Quyền bây giờ cứ là để lâu hóa buồn là lờ đi. Mà cái thời đó đó chưa có cái chuyện mà tiếp vận truyền hình ở tại Quốc hội, cho nên chúng ta không nghe gì. Bây giờ thì chúng ta biết chuyện thời đó đó, vì cái chuyện giấu giếm mà cái chuyện trọng đại, cho nên tất cả các đảng viên ngay trong Quốc hội là cứ nhắm mắt mà thông qua cái vù một cái chạy dân chúng không kịp làm gì hết. Chứ như thời nay tôi nghĩ là biểu tình còn gấp bao nhiêu lần cái vụ mà mùng 10 tháng 6 vừa rồi nữa. Đó là cái chuyện như vậy. Thế thì thành ra cái đó. Thế còn đối với Lào với Campuchia, thưa quý vị, Lào với Campuchia ngày xưa Cộng sản nó nói cái gì? Hạt gạo cắn làm tư. Làm tư có nghĩa là sao? Một hạt gạo thì phải chia cho miền Bắc, chia cho miền Nam, chia cho Lào, Campuchia. Thành ra Cộng sản Việt Nam đã chết rất là quân tình nguyện đó. Cho tới ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục đưa xác từ Lào về những cái thành phố ở miền Trung. Đó. Thế nhưng mà tới khi mà hòa bình rồi, cái thời đánh nhau đó, cùng lắm là có cố vấn tàu là cùng, chứ không có lính tàu ở Lào với Campuchia. Nhưng bây giờ thì tàu nó mạnh về kinh tế, viện trợ quân sự cho Lào với Campuchia, vũ khí toàn là của tàu và kinh tế đó. Thí dụ bây giờ làm một cái con đường từ Côn Minh xuống Viên Chăn, nước Lào nó dài như vậy nhá, đi xuống tới cái Viên Chăn thủ đô đó, thì làm sao có tiền xây dựng một cái con đường có thể lên tới 6 tỷ. Nhưng mà tàu nó sẵn sàng, anh có quỹ tài nguyên đó, tôi sẽ khai thác, hoặc là bây giờ xây dựng con đường sắt này tốc độ cỡ chừng 150 km/h, tôi sẽ khai thác trong 50 năm. Thành ra là coi như là thằng tàu nó sẽ xây dựng và sau đó nó bàn giao lại. Đó, thành ra coi như về cái mặt tôi tạm gọi thôi, giới hạn thôi á, thì mặt ngoại giao là mình cũng đã mất Lào với Campuchia, như chúng ta thấy trong vấn đề trong trách nhiệm Việt Đông. Tôi nói giờ là hết bạn của mình này. Đó, tức là chạy ổ, nhưng mà là thằng tàu nằm chứ không phải là thằng Việt Nam nằm. Đương nhiên Việt Nam cũng còn chút ảnh hưởng nhưng mà không bao nhiêu. Chính Việt Nam còn không giữ được chủ quyền trong nước mình, làm sao mà giữ được cái vị thế của mình ở Lào với Campuchia, đó là chúng tôi muốn nói. Thưa quý vị, quay xuống cái phía cuối cùng, tại sao chúng ta đi vòng như vậy? Bởi vì cái cuộc chiến nó có thể nó sẽ diễn ra theo cái ngược chiều kim đồng hồ như vậy. Thì lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng là dù sao mình còn cái phía Nam là yên ổn, nó vừa xa nước tàu và vừa phía Nam. Cái phía Nam yên ổn nhưng mà nó lại là một cái chốt canh quan trọng của Việt Nam, là vì gì? Tất cả tàu buôn của Trung Quốc nó phải đi vòng xuống phía Nam này. Nó đi qua qua vịnh Thái Lan, nó đi vào Bắc hoặc là Nam cái đảo Singapore trước khi đi qua eo biển Malacca. Cho nên là phía Việt Nam đã chuẩn bị cái việc là lập nguyên một cái lữ đoàn đóng ở tại Phú Quốc, một lữ đoàn là quân số khoảng 1.000 cho tới 1.500 người, gọi là lữ đoàn 950, đóng ở tại Phú Quốc, để làm chi? Trong tất cả những cái mặt trận kia, dù là ngoại giao hay là nhất là quân sự đó, mà Việt Nam đuối. Thí dụ như có thể là trong một tháng đầu thì Việt Nam còn đánh tương đương, nhưng mà sau đó là kiệt quệ, thì bắt đầu phải chơi cái đá gọi là đá giò lái, đúng nghĩa đấy là đá cửa sau, đá phía sau. Tức là tàu anh mà chơi tôi thì tàu buôn anh đi qua, tôi sẽ từ Phú Quốc tôi ra tôi dạy lại. Nhưng thưa quý vị, thằng tàu nó cũng không phải là thằng ngu, đúng không? Thành ra nó đã liên lạc với Campuchia, nó thuê cái cô công của Campuchia, là cái hình chữ nhật mà chúng tôi vẽ đó đó. Dạ. Đó thì cái phần này nó sát với biên giới Thái Lan mà rất là rộng, khoảng 43.000 hecta rồi, thì nó lập căn cứ hải quân không quân là để, và kể cả thương thuyền nữa. Dạ. Để nó bảo vệ cái con đường phía Nam. Cho nên cái lữ đoàn mà 950 ở Trung Quốc mà ngọ ngoại cái gì, thì cái không còn căn cứ đó, nó sẽ là cái chấn áp cái lữ đoàn, tức là nó bao tức cả là bên Nam phía luôn. Trung Cộng họ không đề phòng từ xa,
Thành ra họ cũng nghĩ rằng họ cũng biết là thế nào Việt Nam sẽ cũng phải có giò lái. Thành ra là họ đã coi như là cái đảo Cô Công mà của Campuchia là nó là, tức là tàu họ đã thuê 99 năm rồi, nó trở thành đặc khu rồi. Tức là tức là ngoài cái cảng Sihanouk View ra thì nó cảng còn Sihanouk thì đó là lâu đời rồi. Lâu đời thì rồi. Nó có một cái phố ở đó giống như là giống như là ở Bình Dương của mình đó. Đông Đô Phố đó thì nó là cái phố thôi, còn đây nó là cả một vùng đất mênh mông, xây cảng, xây phi trường, xây căn cứ luôn. Ai đã từng đi chơi thì cũng biết cái Cô Công rất là lớn. Nó nằm phía sau đó, thì cái về cái mặt biển là nó giáp với lại Phú Quốc của Việt Nam mình. Không, nó là lùi giáp giáp với lại với nó cũng gần Phú Quốc nhưng mà nó giáp với biên giới Thái Lan. Ờ, cái Cô Công tức là cái giáp hình chữ nhật mà ở trên đó các bạn thấy ngay chỗ biên giới của Campuchia đó, cái hình chữ nhật đó. Và còn cái đảo Phú Quốc của mình là cái vòng tròn màu xanh nước biển màu xanh đậm nó nằm ở trong phía sau đó. Thì tức là hai cái chỗ đó nó rất là gần nhau. Cách nhau cũng chừng 100 cây số à. Trăm mấy chục cây. Thì đó là cái vấn đề đây, là nói về vấn đề quân sự thì nó là như vậy. Thưa quý vị, là ngoài cái vấn đề tình hình thế giới thì chúng ta cũng để ý một cái điểm là như thế này. Mỹ thì hỗ trợ miền Nam, nhưng mà khi cần trao đổi quyền lợi với một nước lớn, Mỹ bỏ miền Nam mà Mỹ bỏ cả Đài Loan. Thế thì trong cái trường hợp Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Trong cái thời trước mà đánh nhau với tàu thì quý vị thấy là tàu nếu cần cũng có thể bỏ Cộng sản Việt Nam, hoặc là nếu cần có thể bỏ Bắc Triều Tiên. Đương nhiên không phải là bỏ một cách dễ dàng. Mỹ cũng vậy, bỏ một cách nghĩa là cố gắng tới giờ chót lại. Thế nhưng mà cái vấn đề là nếu mà những cái nước nhỏ này mà cái quyền lợi họ không còn nhiều, mà nếu mất mà nó không đến nỗi mà đe dọa an ninh thì cũng có thể. Ý chúng tôi muốn nói rằng là ngay cả cái thời chiến tranh 1979, mặc dầu Cộng sản Việt Nam và Liên Xô vừa mới ký kết cái hiệp ước hữu nghị, trong có điều khoản về bảo vệ lẫn cho nhau, nhưng mà Liên Xô gần như làm không cái có mức bảo vệ. Có nhưng mà mất rất thấp, rất là thấp. Tại vì không lẽ bây giờ vác quân đánh nhau với tàu, thằng tàu nó cũng chuẩn bị 50-100 sư đoàn ở biên giới. Hắc Long Giang đó. Thì đã đụng độ Hắc Long Giang rồi, mà bây giờ nếu mà vì vấn đề Việt Nam mà anh động binh thì tôi cũng dàn quân ra, thấy không? Không lẽ vì một thằng đàn em rồi bây giờ hai thằng đàn anh, hai thằng xoáy ca ngồi đánh nhau, thành ra rốt cuộc thì có là la làng thôi. Thì lúc đó là vì xe tăng của tàu nó qua quá nhiều, cho nên phía Việt Nam yêu cầu là có những cái vũ khí chống tăng là chở 40-41 là nhiều. Thì những cái phi đội máy bay của Liên Xô bay qua là chở những cái vũ khí nhẹ đó. Thế rồi đấy, đến khi phía Việt Nam thiếu quân, mà nó gọi là cái chiến lũy sông Cầu để mà bảo vệ Hà Nội đó thì yếu quá, cho nên là cái quân đoàn 2 là quân đoàn rất là mạnh từ cái vùng Bắc này đang đánh nhau ở Campuchia, mới được phải lệnh rút. Được lệnh tập trung rút về bảo vệ, thì thành ra mới nguyên tất cả những cái phi đội của Nga đó sau khi chở vũ khí ra được tập trung đưa qua Phnom Penh để chở lính về. Nhưng mà máy bay cũng chở đồ nhẹ thôi, xe tăng làm sao mà chở máy bay của Nga được. Thành ra vì vậy cho nên là xe tăng hoặc là những thứ khác thì chở bằng đường bộ hoặc là tàu thủy đi về sau. Nhưng mà gần như là vận chuyển nguyên một quân đoàn, những đương nhiên quân đoàn nó không có đầy đủ lắm, cũng khoảng 20 mấy ngàn người trực tiếp từ Phnom Penh về Hà Nội để mà phòng thủ cái gọi là cái tuyến sông Cầu. Bởi vì lúc mà năm 1979 mà tàu nó đánh, đâu có biết nó đánh cỡ bao nhiêu. Nó nói vậy thôi chứ bây giờ mình không thủ với nó tấn công tới Hà Nội rồi làm sao. Đó thì đó là chúng tôi trình bày sơ với quý vị là cái vấn đề an ninh. Cộng sản Việt Nam đã không khôn khéo để cho cái đất nước mình rơi vào một cái thế là bị bao vây bốn mặt như vậy. Dạ, thưa ông, vậy thì trong cái thế hiện tại bây giờ đó, cái vị trí của Việt Nam nằm như vậy, thì khi mà họ, ngoài cái vấn đề mà chúng ta cũng biết là Việt Nam họ đang có vấn đề họ đa phương, tức là họ chơi cái chiến thuật gọi là đu dây đó. Chính quyền Cộng sản Việt Nam họ chơi chiến thuật đu dây, nhưng mà họ không có đủ thực lực. Chẳng hạn như đối với Ấn Độ họ cũng xìu xìu ẩn ẩn, đối với Mỹ thì họ cũng không có thái độ dứt khoát, đối với Nga thì họ cũng lừng khừng, và đặc biệt đối với Trung Quốc thì rõ ràng là Trung Cộng họ ăn hiếp Việt Nam là cái chắc rồi. Thì vậy thì theo cái nhìn của ông hiện tại bây giờ đối với cái an ninh của Việt Nam và đối với những cái vận động khác thì ở Việt Nam cái tình hình cái từ của Cộng sản Việt Nam dùng nghĩa là tình hình rất là phức tạp. Tình hình rất là phức tạp. Cho nên là cái e dè của Cộng sản Việt Nam đó là e dè cái sự lấn át của Trung Quốc, mà e dè cả cái chuyện mà tôi đi với nước khác thì Trung Quốc nó giận hờn, nó lại gia tăng thêm cái sự áp lực. Vừa đi mà cũng giống như vừa rung á. Rung. Là cũng phải dụ dỗ. Hai cái e dè là sự uy hiếp của tàu,
muốn mượn những cái thế lực khác để giữ thăng bằng, nhưng mà ngay cả khi cả đi để giữ thăng bằng cũng sợ. Như quý vị thấy là cái cuộc tập trận mà mới đây ở Hawaii, tập trận của Mỹ đó, dạ. Thì hàng năm Mỹ có mời tàu đi, nhưng năm nay nó lấy tàu bành trướng thế này kia không mời tàu, mà lần này lại mời Cộng sản Việt Nam, thì Cộng sản Việt Nam không dám đưa tàu đi mà chỉ có đưa chừng 10 người đi tham dự với tính cách quan sát thôi, nhưng mà Mỹ lại mời trực, chính thức mời Cộng sản Việt Nam tham gia, mà họ không dám đưa quân qua, không đưa tàu qua thôi, đưa người đi quan sát thôi. Đó cũng là một phần như tôi nói đó, vừa sợ Trung Quốc mà vừa sợ cái những nơi mình bắt tay là Trung Quốc nó khó chịu. Chắc là họ không có muốn dứt khoát vấn đề đó. Và từ đó nó đi tới cái cuốn sách mà Gạc Ma vừa rồi mà được phát hành đó, quý vị thấy là ông Thiếu tướng Lê Mã Lương được gọi là anh hùng lực lượng vũ trang đó. Ông đã là chủ biên với 68 người góp bài trong đó. Đó, mà cái cuốn sách này đó nó đã được biên soạn mấy năm trước rồi. Đi qua 13 nhà xuất bản không ai dám xuất bản hết. Đó, bởi vì nó có những cái áp lực bên trong. Rồi tới cái cuối cùng là cái nhà xuất bản văn học, là ông Lê Mã Lương đã phải vận động ai? Vận động với Đại tướng Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, thấy không? Vận động với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đặt vấn đề tại sao cái cuốn Đặng Thiều Bình Một đầu óc siêu Việt. Đặng Thiều Bình là cái người ra lệnh đánh cái năm 1979, và chính Đặng Thiều Bình là cái người phụ trách cái vấn đề viện trợ cho Cộng sản Việt Nam, cho nên rất biết Việt Nam. Và bây giờ chính Đặng Thiều Bình lại ra lệnh đánh năm 19, và chính Đặng Thiều Bình cũng ra lệnh đánh chiếm cái đảo Gạc Ma, đó là cái chuyện mà 64 người binh sĩ bị chết. Thì tại sao cuốn sách đó lại được phát hành ở tại Việt Tức Nam và lại được tái bản? Cái cuốn sách của ông Đặng Thiều Bình lại được phát hành ở Việt Nam, mà ông Đặng Thiều Bình là cái người chủ trương của Việt Nam. Đó. Trong khi đó cái cuốn sách mà gọi là Gạc Ma và Vòng Tròn Bất Tử đó là để vinh danh những cái người bộ đội hy sinh, mà tại sao mà lận đận mãi không được, mà đến cuối cùng thì mới được phát hành, mà mới phát hành được 10.000 số trong vòng có 10 ngày. Phải nói là một cuốn sách bán như tôm tươi, thấy không? Bởi vì đây là cái thực ra đó, cái trận mà Hoàng Sa nó xảy ra đó ngày 14 tháng 3 năm 1988 đó, khi xảy ra nó ngoài biển, thành ra ngay đài BBC thời bây giờ cũng chỉ có một bản tin ngắn và hết, không có cái thông tin gì hết khác hết đó. Thằng Cộng sản Việt Nam nó thua, nó giấu. Thằng tàu thì cũng chưa công bố gì hết. Sau này thì thằng tàu bao giờ nó cũng đưa lên trước là anh Việt Nam mới phải tìm cách là nói theo để chữa. Đó, thành ra đó là cái việc mà Gạc Ma. Thế thì khi mà ông Lê Mã Lương đưa ra cái cuốn sách này thì cố vấn là ông coi như là dân biểu đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, là Tổng Thư ký Hội Sử học đã làm cố vấn. Đó, thế thì nhưng mà cái giới, một số giới quân đội nó phản đối rất là mạnh mẽ. Trời ơi, ông nói rằng là từ năm 2015, ông Lê Mã Lương đã nói rằng có cái lệnh cao nhất là không được nổ súng. Quân đội mà không được nổ súng có nghĩa là hạ ngay từ đầu rồi còn gì nữa, đúng không? Tức là địch nó muốn đến làm gì nó làm. Đó là cái chết của các chiến sĩ Gạc Ma. Đó, thì ông Lê Mã Lương ông cho là như vậy. Nhưng mà những cái anh quân nhân kia thì bảo không, làm gì mà có cái chuyện như vậy. Nó là cái lệnh là không nổ súng trước thôi. Còn nếu địch nổ súng thì ta cũng nổ súng. Nhưng mà quý vị để ý đâu có thấy cái cảnh nào mà phản pháo đâu. Cái cảnh mà đang lội nước mà bị nó bắn chết như dạ như vậy. 64 người chết, mà gần 60 xác không lấy được xác. Tức là chết chìm dưới biển. Còn số còn lại 10 người là bị nó bắt rồi. Là Trung Quốc đâu, họ, đâu lấy, họ dùng Đại Liên họ bắn thẳng. Đại Liên phải Đại Liên thường đâu. Đại Liên 12 ly 7 rất là lớn. Và có khi cả 37 đó, Đại Liên đó mà bắn là không còn gì. Mà trong khi mình đâu có chỗ núp đâu. Đang lội nước ở đây núp ở đâu? Thấy không? Anh nói lội nước đây. Không có đỡ mà cũng không có vũ khí, chẳng thấy họ bắn gì hết. Thành ra cái ông tướng về hải quân ông nói đó là một cuộc thảm sát chứ không phải một cuộc đánh nhau. Đánh nhau thì hai bên gọi là đánh lộn thì phải hai bên đánh chứ. Cái vấn đề trong cái trận Gạc Ma đó là cái vấn đề là cái người ra lệnh cho bộ đội không được bắn. Thì đó, theo như ông Lê Mã Lương ông nói, tức là người quyền cao nhất lúc đó là Bộ trưởng Lê Đức Anh. Nhưng mà thực ra thì cá nhân tôi thì tôi đọc tôi cũng chưa thấy một cái dấu vết gì cụ thể, mà chỉ là qua lời khai của những người lính là trước khi đi chúng tôi đã được quán triệt là không được nổ súng, bằng mọi giá không được nổ súng. Tức là nhưng bây giờ cái đám phản đối lại đó, tức là cái đám mà gọi là cuồng hồ và cuồng đảng á, bởi vì như vậy thì mất mặt quân đội quá. Yeah. Cho nên là cái không có, nó là không nổ súng trước. Thành ra cho tới bây giờ thì cuốn sách tạm thời bị ngưng phát hành. Đó, và chưa biết là tương lai như thế nào, tức là cái giới quân đội cho rằng là Lê Mã Lương anh hùng dân tộc là phản động, đi theo bọn phản động và bẻ quạt lịch sử đối với những cái thằng mà là cuồng đảng cuồng hồ. Những cái sử mà viết mà một chiều mà bậy bạ ngày xưa nó cho là sự thật, còn bây giờ mà sửa lại là không dùng nghị quân nghị quyền thì nó nói là ngụy sử. Đó thì nó đang xảy ra, mà chúng tôi chứng kiến là chưa bao giờ
trong cái gọi là một phần nào đó của cái quân đội ngày nay là chia hai phe và đang đấu đá với nhau rất dữ dội về cái cuốn sách Gạc Ma này. Như vậy thưa ông, vậy thì cái vấn đề an ninh đó, ngoài cái vấn đề như mà ông vừa trình bày về những an ninh, cái sự ảnh hưởng của Trung Cộng, rồi vậy thì cái ông đánh giá như thế nào về cái tình trạng an ninh của Việt Nam, giống như cái sự kinh tế của Việt Nam khi mà lệ thuộc vào nhiều quá vào Trung Cộng? Thực ra thì cái kinh tế của Việt Nam chúng ta đó thì cũng đã có một số những nhà máy, nhưng mà đều là của nước ngoài và hầu hết là mình là gia công, chứ mình không làm chủ kỹ thuật. Và bây giờ quý vị cũng biết là một cái điện thoại này nó có thể là 500-700-1000 đô, nhưng mà nếu nó chỉ là một cục sắt thôi thì nó giá chắc là 20-30 xu thôi. Thành ra cái quan trọng nhất là nó gia công, cái kỹ thuật nó tăng cái giá trị lên. Thế thì nhưng mà Việt Nam mình thì nói chung là rất yếu về mặt kỹ thuật. Học toán lý hóa cơ điện thì hàng mấy chục triệu người học, nhưng mà vào sản xuất từ cái ứng dụng nó ra thì hầu như không có. Mà thiên hạ thì nó đã tiến và dày kinh nghiệm, nó đi rất xa rồi. Thì bây giờ mình chỉ có cách là mua về rồi gia công, lắp ráp. Thành ra cái nền tảng gọi là khoa học kỹ thuật của Việt Nam đi vào ứng dụng sản xuất nó rất là yếu. Và bây giờ đó thì trong vòng 10 năm giờ đây và càng ngày càng lệ thuộc vào vấn đề mua hàng hóa của Trung Quốc, như chúng tôi nói đó, nó giống như là hàng nhái của Nhật, cho nên nó rẻ. Thành ra và đồng thời đó, họ buôn bán cửa trước không được thì họ cửa sau, luồn trên không được thì luồn dưới. Cái anh tàu thì anh vừa là chính nghĩa vừa là gian tà thì cái gì anh cũng làm được, miễn là họ đạt mục đích mà thôi, bất cứ thủ đoạn nào miễn họ đạt mục đích. Người Tây phương thì cũng có thủ đoạn chứ không phải không, nhưng mà nó ở một cái mức giới hạn nào đó thôi. Giống như cái vụ Trần Sinh Thanh tiết lộ cái vụ mà bán dầu trên biển, thấy không? Dầu chính họ khui lên, ai kiểm soát được đó? Họ khu 10, họ khai có 7 để nộp quỹ nhà nước, còn 3 đó là bán trực tiếp cho tàu ngay trên biển. Và họ, chính ông Trịnh Xuân Thanh xác nhận mà chỉ có tàu nó mua thôi, Tây Phương với Nhật nó không mua. Nó không mua cái thứ loại mua tàu lậu. Đúng. Nó không mua. Đúng. Đó, mà mua như vậy đó, thì là giá rẻ và bằng đô la tiền mặt là chia nhau. Tức là gọi là hai bên đều có tức, lợi đó. Tức là vừa khui ở ngoài giếng dầu lên, ở ngoài khơi lên là bán thẳng qua liền luôn. Đó, tàu lấy tiền mặt. Nó đến nó hướng lấy, yeah, và trả bằng đô la. Thế là các ông lớn là cứ việc ra là đi trực thăng ra là xách đô la về. Yeah. Trịnh Xuân Thanh tố cáo như vậy mà. Dạ. Yeah. Đúng rồi, trong cái vài vấn đề của ông Trịnh Xuân Thanh á, thì thưa ông đánh giá về cái an ninh hiện tại bây giờ. Và có nhiều người họ đưa ra, họ nói rằng cái chính phủ Cộng sản Việt Nam thì nó quá lệ thuộc vào tàu. Và nhiều người nói rằng cái nguy cơ mất nước sẽ đến, rồi giống như chúng ta thấy họ thúc đẩy qua thông qua những cái luật đó, thì ông nghĩ như thế nào? Đương nhiên là đất nước chúng ta mà chúng ta để cho người Hoa không những là vào Vân Đồn, Bắc Vân Phong mà vào cả tận Phú Quốc nữa. Bây giờ tôi nói thí dụ nhé, họ đã có cái căn cứ ngay cạnh Phú Quốc, mà bây giờ lại người họ nằm Phú Quốc, xưa giờ thì người Hoa đã vào làm việc tới tận Cà Mau rồi. Thì thưa quý vị là trong cái ngôn từ về vấn đề chiến tranh đó, người ta có nói là đạo quân thứ năm. Đây là cái trường hợp của nước Tây Ban Nha ngày xưa. Trong cái cuộc chiến đó, thì một cái ông tướng, ông dẫn 4 đạo quân tới, ông vây một cái thành. Thì ông có nói rằng không phải chỉ có 4 cái đạo quân này, người của chúng tôi nằm ngay trong thành, tức là theo cùng một cái sắc dân của họ đã nằm sẵn trong thành, thì đó là nội quân thứ năm sẽ cung cấp tất cả những thông tin và khi cần sẽ nổi dậy. Thành ra đất nước chúng ta cũng vậy, người Hoa khắp nước đúng không, thì cái đó nó gọi là đạo quân thứ năm. Thành ra cái vấn đề không những chống đối với những cái lực lượng xung quanh mà chúng ta là có cái đạo quân thứ năm. Đó là lý do tại sao mà hồi Lê Duẩn đã đuổi 200.000 người về, nhưng mà ngày hôm nay thì bây giờ sau cái bài học và bị coi như nước Tàu dạy cho một bài học, thì phía Việt Nam bây giờ giải thích loanh quanh là Tàu nó sợ chết lắm, nó đánh nó khóc như mưa. Thế nhưng mà nó phá nát 30-40 cây số mà ngay đến khi nó rút cũng không dám gọi là chạy theo nữa. Cái hang Bắc Bó gọi là kỷ niệm là giá trị đầu của cái lịch sử đấu tranh của người dân, nó cũng phá tan cảnh hết, nó sập bắn cái hang Bắc Bó luôn, tiêu hủy hết mà không dám đuổi theo gì hết đó. Thành ra thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng là hai bên trong cái cuộc chiến biên giới, kể cả cái lần 579 và năm 1844, chúng tôi phân ra bởi vì cái 84 nó là một cái cao điểm khác, cho nên là hai cái trận chiến đó thì phía nào cũng nói mình thắng hết, địch chết nhiều mà ta chết ít. Nhưng có một con số khá chính xác, không phải là số xác lính mà số tù binh. Tại vì sao? Sau đó 1-2 năm hai bên mới bắt đầu ngồi nói chuyện trao đổi tù binh, thì phía Tàu họ bắt là khoảng chừng 1.600 tù binh Cộng sản Việt Nam, trong khi phía Việt Nam thì bắt được có chừng chưa tới 200.
Đó, thì qua con số tù binh thì chúng ta có thể thấy được phần nào cái tỷ lệ thắng lợi giữa bên nào với bên nào. Chứ còn nói con số chết, cái thằng chết nó không có lên tiếng để nó nói là tôi có chết thật hay không chết thật được, con số số người chết là bao nhiêu. Bên nào cũng nói là địch chết 3 mà ta chết 1 thôi. Thế nhưng mà con số đó không ai tin được hết. Nhưng mà con số tù binh là con số khá thật, bởi vì hai bên trao đổi với nhau. Thưa ông, vậy thì là trong cái buổi nói chuyện này, vậy thì cái kết luận cái cuối cùng của ông về các vấn đề Việt Nam khi mà các đặc khu, mà thật sự ra thì người ta nhắc nhiều đến 3 đặc khu, nhưng mà theo cái đánh giá của học giả đó là cái đặc khu Vân Đồn nó mới là cái điểm mà phía bên ngoài của nước Trung Quốc, và nó là cái điểm mà giống điểm như là đầu của cái mắt xích của cái đường tơ lụa, nó là cái đầu tiên của cái mắt xích của cái con đường tơ lụa. Yeah. Thành ra là người Trung Quốc dù muốn dù không thì họ cũng vẫn thích lấy cái Vân Đồn, phải dạ, không thưa ông? Vâng, vâng. Đó, thành ra chúng tôi nhấn mạnh nhiều tới cái Vân Đồn là thứ nhất là cái vai trò của Phạm Minh Chính, vai trò của bà Đào Nhất Đào, vai trò của Đại học Thẩm Quyến. Tất cả nó dính trong cái vấn đề dự thảo và đặc biệt cho Vân Đồn. Còn sau đó là nó làm thêm cho những nơi khác thôi. Thành ra cái Vân Đồn đó là cái gần nhất và có lẽ là sẽ lọt vào bàn tay tàu một cách dễ nhất. Còn những nơi khác thì cũng có nhưng mà nó nhẹ hơn một chút nhờ. Ồ, tức là hồi nãy ông có nhắc đến, tức là mà làm tư làm quy cũng nhớ đến là ông Phạm Minh Chính, ông trước đây ông là ông tướng công an rồi làm bí rồi thư sau tỉnh đó ủy. Ông mới về ông làm bí thư tỉnh ủy của tỉnh Quảng Ninh, đúng rồi, rồi bây giờ ông là được cất nhắc cái lên đúng thảo luật. Tức là ông đi tham dự vào trong cái hội thảo để đưa ra cái luật đặc khu, đúng rồi, rồi ông là cái người đi qua bên Trung Quốc, đúng rồi, tham dự để học hỏi Trung Quốc. Yeah, yeah. Rồi ổng mới đi về. Yeah. Ổng đi về thì bây giờ cái vị trí của ổng từ bí thư tỉnh ủy của Quảng Ninh, ổng được cất nhắc lên là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, là cánh tay mặt của là cánh tay mặt của ông Nguyễn Phú Trọng. Bên kia là Trần Quốc Vượng, là cánh tay trái tay mặt. Yeah. Là bộ ba bây giờ quyền lực nhất là ba người này. Khi mà ông nhắc đến cái chuyện Quảng Ninh đó thì quy nhớ cách đây không lâu, khoảng chừng vài tuần trước đó, thì chính chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nó lại bị tiết lộ ở trên một cái bài báo, không biết là họ vô tình hay cố ý. Có nhiều bài báo trong nước mới đăng lên là chủ tịch Ủy ban tỉnh Quảng Ninh yêu cầu sớm thông qua luật đặc khu để giao đất lại cho Trung Quốc. Tại vì nhiều khi hứa hẹn từ trước. Họ giữ nguyên một cái bài báo hứa như vậy từ trước rồi. Thành ra cái vấn đề mà khi hôm nay học giả đưa ra đó, tức là khi học giả chứng minh cho chúng ta thấy được rằng cái tỉnh, cái huyện Vân Đồn, cái Vân Đồn và cái tỉnh Quảng Ninh nó là cái mắt xích đầu tiên của cái con đường tơ lụa. Tức là cái chiến lược một vành đai. Vân Đồn ngày xưa đã từng xảy ra trận hải chiến giữa Việt Nam với phương Bắc. Và Trần Khánh Dư là cái vị tướng giữ Vân Đồn, nó là vị trí chiến lược về vấn đề hải quân và phòng thủ nữa. Bến Vân Đồn là trong lịch sử. Đó, đó là cái trận hải chiến Vân Đồn của Trần Khánh Dư vào thế kỷ thứ 13 và thời Mông Cổ đã xảy ra ở đó rồi. Tức là khi nguyên quân Nguyên Mông vào đánh Việt Nam đó, là tướng Trần Khánh Dư là bảo vệ cái mặt trận Vân Đồn hải quân hồi đó đó. Dạ, tức là nó là vị trí quan trọng. Thì quý xin nhắc lại một vài cái yếu tố để quý thấy. Thành ra chính, tại vì chính học giả đưa ra cái vấn đề cái Vân Đồn là cái điểm quan trọng. Thì đến bây giờ quý mới nhớ lại là cách đây mới tức thị đó. Tỉnh Quảng Ninh họ hối thúc và trong đó họ có nêu rõ trên báo mà báo Việt Nam. Thì hồi đó là hội họp ở Quảng Ninh mà. Hội thảo về Quảng Ninh là có bà Kim Ngân với lại Phạm Minh Chính là cũng đi dự hội thảo Quảng Ninh. Về cái vấn đề đặc khu là hội thảo ngay tại Quảng Ninh ấy. Tức mà là họ đã đồng ý cái việc này lâu rồi, giống như là cái nó là một cái điều cái hợp đồng lâu rồi. Ok, xin cảm ơn chia sẻ của học giả Đỗ Thông Minh và xin ông kết luận lại cái vấn đề trong cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Dạ thưa với quý vị là cái lãnh đạo Việt Nam thì nó bất tài mà nó lại tham lam, và Bộ Chính trị coi như là một cái trung tâm lừa đảo, cho nên rằng là họ chỉ có giỏi nghĩa là hèn với giặc và ác với dân thôi. Thì họ đã lập ra rất nhiều dự án và chúng tôi như quý vị cũng đều đã biết những dự án là Ninh Cơ, những dự án là Dung Quất, biết bao nhiêu cái dự án là hầu hết là lỗ. Trong mấy chục cái đặc khu như vậy chỉ có một hai đặc khu là tạm tạm có lời một tí thôi. Thì với những cái vấn đề thứ nhất là một cái quốc gia mà tự do về truyền thông và cái mực độ tham ô nó ít đó, thì cái hiệu quả kinh tế nó còn cao. Còn đằng này mục đích đầu tư để rút ruột
Và với một cái thể chế như vậy thì làm sao mà cái ngay cả ba cái đặc khu này mà vận hành làm sao, cũng chưa tạm nói các cái vấn đề an ninh quan bên, cũng không dễ gì mà vận hành tốt đẹp được thì toàn bỏ túi không. Đó, thành ra vì vậy cho nên là chúng tôi thấy rằng là những cái vùng đất vàng này nhà nước bất tài, không có khả năng quản lý, lại có cái gì hay nhất phải đem đi nước ngoài. Trong cái phần dự thảo đó, thưa quý vị, có một cái câu rất là quan trọng, tức là ưu đãi tối đa. Thưa anh Huy và tất cả quý khán giả, có bao giờ nghe Đảng và Nhà nước Việt Nam ưu đãi cho dân không ạ? Xin lỗi quý vị một chút. Thì có bao giờ Đảng và Nhà nước ưu đãi cho dân mà toàn là ngược đãi cho dân, trong là khi ưu đãi tư bản đỏ và tư bản xanh của nước ngoài. Đó là cái điều đau xót cho một cái chính đảng, tức là một cái đảng chính trị đó, nói rằng là vì dân do dân và coi như là đầy tớ của nhân dân, nhưng mà lại đuổi dân đi và dâng đất cho nước ngoài, ngược đãi dân mà lại ưu đãi người nước ngoài. Thành ra đó là cái điều nghịch lý và cái chua xót, cũng như là họ giữ cái khẩu hiệu là búa với liềm, tức là nông dân và ngư dân. Thì thưa quý vị là tất cả 19 ông bộ chính trị trước đây, cũng như là 200 ủy viên trung ương, thì thưa có ai là nông dân và ngư dân không ạ? Bây giờ đang làm việc bằng búa và liềm không ạ? Thế thì đưa một cái là đầu heo bán thịt chó, một cái biểu tượng mà chính họ không bao giờ họ làm. Và trong tới nay là 88 năm mà Đảng Cộng sản ra đời, thì bây giờ anh Huy thử nghĩ coi cái đảng này nó có cái sản phẩm gì cho dân tộc mình. Dạ. 88 nhiều lắm chứ. Hàng triệu bằng liệt sĩ, anh thấy không? Nó sản xuất là toàn bằng liệt sĩ không? Bằng liệt sĩ với lại anh hùng lao động. Đó, toàn bằng liệt sĩ với lại khẩu hiệu. Khẩu hiệu mỗi thời đại này một loại khẩu hiệu. Khẩu hiệu với anh tranh ảnh. Cái này nó là cả một cái sự lừa bịp. Đó, cả một cái sự lừa bịp kéo dài. Đúng. Và cái quốc tế ca của họ là cái gì? Quốc tế ca họ hát cái gì? Lợi quyền ắt qua tay mình. Thế là cuộc chiến này là cuộc chiến cuối cùng, nó là một bọn yên cướp quốc tế ca cộng sản đó không? Dạ. Lợi quyền ăn qua tay mình mà, chứ đâu có nói là chia đều hay là bình đẳng như đâu, hát nữa rõ ràng lợi quyền ăn qua tay mình mà cuộc chiến này cuộc chiến cuối cùng. Như Mao Trạch Đông nói là mình trên đầu không có một viên ngói, dưới đất không có cọng rơm, không có gì cả, không sợ chết mà nhào đi cướp, xúi bục người ta, xúi cho người ta cho đã. Rồi bây giờ tất cả mọi chuyện lúc nào cũng nói là xúi, bị xúi, dân nó bị xúi, nó là cái bọn chuyên môn đi xúi, chứ còn chúng ta thì không có làm cái trò đó. Dạ. Dạ. Bây giờ chúng tôi xin được kết luận như vậy, thì cái phần 2 tới đây thì có lẽ cũng xin tạm chấm dứt, và hy vọng có dịp trở lại với quý khán thính giả. Và xin cảm ơn anh Huy đã cho chúng tôi rất là nhiều thời giờ để chia sẻ với lại đồng hương của mình ở trong cũng như là ngoài nước. Cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh. Mỗi lần mà hy vọng rằng mỗi lần ông sang Nhật hoặc là Huy sẽ có cái dịp để đi qua bên Nhật, có thể được chính ông dẫn đi tham quan các di tích, giống như là các thắng cảnh tại Nhật Bản. Và mỗi lần mà ông qua Mỹ thì hy vọng rằng sẽ mời ông được tham gia những diễn đàn, giống như có thể thu thập được những cái chương trình của ông đi, ông nói chuyện diễn thuyết ở một vài nơi ở tại nước Mỹ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình và tham gia trong diễn đàn của Huy, và hy vọng rằng trong thời gian tới Huy sẽ mời được nhiều vị khác có những cái công trình nghiên cứu, và chúng ta tiếp tục chúng ta thảo luận về hiện tình đất nước. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình ở trên Facebook và giống như ở trên YouTube. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các chương trình khác. Vâng, xin. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.